Hai đoàn đi thám hiểm nè. Hôm nay tại sao bị mưa rồi nè? Anh định. Sao cái bọt? Anh định. Báo thời tiết lại. Ở Niagara Falls rồi. Có đèn mới thấy. Ok thấy rồi. Lượm chai nè, để messy quá à. Ok, lượm lên phủi phủi lại. Lượm nữa hả? Thôi, coi chừng nào tôi nói. Bây giờ gọi cái điện thoại nha. Dần rồi, thằng này còn miếng sữa nó húp cái ào nó hết rồi.
đó tiếng tụng kinh A Di Đà Phật đó hả? Mấy này chỗ thấp này là mấy nhỏ tập luyện trước. Nó có 3 level. Make him spicy, Papa.